Tuần lễ thời trang Milan phần tiếp theo mạnh mẽ nhất đã đến. Gucci phát hàn quảng cáo cho triển lãm bộ sưu tập Gucci. Tư Chiến cùng với người phụ trách đã trải nghiệm bữa tiệc thẩm mỹ của Gucci. Tư Chiến đã được đối xử cực kỳ tốt, phong cách quyến rũ của anh ấy là một lần nữa tạo nên cơn sốt trên mạng, đem lại những cuộc thảo luận quy mô lớn và khiến cho nhiều người phải ganh tị. Điều đầu tiên muốn nói về bom tấn quảng cáo này, nó có kết cấu như một bộ phim và một màn khai mạc hoành tráng. Cảm giác lịch sử và cảm giác mạnh mẽ về tác phẩm nghệ thuật kinh điển. Khuôn mặt điển trai phương Đông và thân hình bản bao của Tư Chiến đều đẹp như nhau trong khung cảnh của Milan. Trước sự chào đón từ Milan, Tư Chiến đã lịch sự, tự tin và cá tính. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy phong cách của một phát ngôn viên hàng đầu. Cho đến nay, trong số rất nhiều nghệ sĩ tham dự tuần lễ thời trang Milan, Tư Chiến là người duy nhất được chụp ảnh bởi Gucci và Tous, hai thương hiệu xa xỉ cao cấp. So với sự sôi động và cạnh tranh trong tuần lễ thời trang, màn theo dõi mạnh mẽ nhất sau đó là một cú sốc không thể so sánh được. Tiềm năng của thị trường Trung Quốc đại lục lại càng vô hạn. Vì mục đích này, nền tảng toàn cầu của Gucci đã công bố điều đó và khuôn mặt của Tư Chiến đã hiện diện khắp nơi trên thế giới. Cuộc hành trình của Tư Chiến không hề dễ dàng, diễn viên giỏi không đặt ra giới hạn cho bản thân, dám thử thách và có khả năng tiếp thu hòa nào, mang đến cho công chúng những vai diễn khác biệt và sống động. Cuộc sống là một hành trình không ngừng phá bỏ xiềng xích và tiến bộ, và điều này đặc biệt đúng với Tư Chiến. Và họ vẫn giữ nguyên câu nói, diễn viên giỏi thì không có giới hạn và người xuất sắc thì không có giới hạn.